Hai giới thiệu với mọi người, đây là thửa đầu số 5 nhá. Đó, mọi người thấy chưa? Ôi, có nhiều con muỗi nó vu theo mình này. Và bây giờ là mình sẽ đi qua thửa đầu số 1. Đây là cây xỉn chi nhá. Đó, đây là cây cái này nó có rất nhiều con rầy. Và đây là quả có màu này. Có màu nó có hình thù hơi giống quả chôm chôm. Đấy. Và đây là lối đi. Mình đi ở đây nó có rất nhiều muỗi. Lối đi này là lối đi mình vừa mới đi lần đầu, mình vừa mới phát hiện ra. Đây là cái đồ rào. Cái này giống cây la gái này, cực giống luôn. Nhưng mình không biết là nó có phải la gái hay không. Tiêu nó đang ra hoa này. Đó. Tiêu ở đây ra hoa muộn hơn ở dưới chỗ mình. Tiêu ở đây có vẻ họ không chăm, họ thả giống tiêu tự nhiên hơn. Đó, và tiêu này thì có thể là bán về là tiêu hữu cơ. Lấy đi ở phía trong này rất mát nhé. Đó, đây có một cái cây to này. À, cây ớt xiêm. Đây, cây ớt này. Quả chín này này, quả này là chín này này. Đó. Và có rất nhiều quả xanh. Quả chín thì ít nhưng quả xanh thì nhiều lắm. Đây này, quả xanh này. Quả xanh này, quả xanh này. Và đây là bông ớt này. Đó, bông chili á. Chili. Đó. Mình phải tranh thủ đi ngang cả vườn chứ muốn đây. Nãy giờ mình hám quay với hám bắt rầy á. Đây là một lối đi tắt và lần đầu mình đi ở tiêu tiêu nó đang ra hoa này, nhìn rất đẹp. Trong khu vườn này nó đang hơi ẩm á nên rất chi là tươi tốt cho những cái tiêu này. Rồi mình đã tìm được lối đi lên.